xin chào tất cả các bác anh chị và các bạn nhé. Ở bây giờ là mình đang đi ra ngoài đường để đón mấy cái đồ ăn. Hôm nay mình đã ra ngoài quán để đặt đây. Thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Là ngày cuối cùng mà có lẽ là cái bữa cơm tân gia để trao nhà cho bà cụ 73 tuổi đây. Thì là do các anh em thời gian vừa qua làm việc cũng rất là vất vả. Phơi nắng, dầm mưa. Rồi hôm nay cũng có rất là nhiều cô bác anh chị ra đây để giúp đỡ cho bà nữa. Nên là mình cũng tổ chức một bữa cơm nho nhỏ để chung vui với bà cụ 73 tuổi. Bây giờ thì xin mời tất cả bạn chúng ta cùng nhau ra đường để đón và nhận những cái thức ăn mà nhà hàng người ta đã đưa lên nhá. Thì mình thuê người ta chở đến tận nơi luôn đấy mọi người. Đây ô tô chở vào đây được. Đường này nhỏ quá không vào được trong nhà, phải khiêng đi thôi. Cứ bỏ đây xong mấy chị lấy vào. Dịch trên điểm dưới kia tí chị đằng nào cũng quay xe để cho nó về chỗ kia. Chỗ này mà đường này đi cũng được mà. Đường này. Vâng. Rẽ phải thôi. Lui à? Quay. Quay xe. Thì rất là sang nhà hàng, người ta có xe ô tô để đưa đón, đúng là đưa đi giao cơm nước các thứ mọi người. Đâu em đi làm từ thiện thôi. Cái này là em đang làm cái bữa cơm tân gia trao nhà cho người ta đây. À thế à? Vâng. Nhà em ở đâu? Em ở trong Thái An. Thái Lan à? Đây nha mọi người, tất cả đồ đạc, thức ăn các thứ đã trong này đây. Kênh nhà mình, kênh của mình là gì? Đâu em cũng mới làm thôi, nên là chưa có phát triển đâu. Vâng. Nè nè chào cho là con nào muốn đấy. Bên cả chợ, Vâng. Đây trong này rất là nặng, rất là nhiều đồ ở trong này. Đây. No, chỉ cao chỉ mù, cao mà chỉ mù kia nè. Cái đóng cái thùng xe lại không anh em, nó hô đóng luôn. Đây mình hộ đóng luôn cái đít xe thôi. Không, bây giờ là tất cả mọi người đều chuyển mấy cái đồ này đi ra chỗ nhà bà nhé. Đây mình nhờ rất là nhiều cô bác ra hộ khiêng luôn. À mình một mình chạy lôi chạy tới với mọi người ạ. Vừa phải giám sát các anh xây nhà làm cửa thứ rồi vừa phải đi lo mấy cái chuyện này cho nên là rất là hả? Đây bây giờ là quá trình láng cái nền hiên nhà vẫn đang làm và cái cửa thì cũng đang làm đấy. Nhưng mà tất cả thức ăn, đồ ăn cái thứ là bây giờ bên trong này cũng đã vào đầy đủ hết rồi. Ở đây là có thịt lợn quay này. Lợn quay. Đây thịt lợn quay nhé mọi người. Gà chiên. Thịt gà chiên. Gà chiên đây. Rất là ngon luôn. Gà chiên đây. Đấy. Ở trong này là đậu sốt cà chua đúng không? Đây là cá. À đâu. Đây là cá chép. Cá chép om dưa. Đây là đậu phụ sốt. Đây trong này có đậu phụ. Đấy, nói chung là toàn những cái thứ đồ ăn rất là ngon thôi. Còn đây là những cái món đồ mà ở trong này có. Ở trong này có cái chả, chả. Cái này là cái chạm bát mọi người, cái chạm bát lúc nãy mình đi mình quên mất mua nên là đã nhờ các cô mua hộ cho. Ờ một bộ nồi này. Đấy, tất cả những cái đồ này thì đều là của bà hết đấy mọi người. Nhưng mà đây là một trong những cái thứ đồ ăn mà tối nay sẽ cùng chung vui với lại bà cụ 73 tuổi nhá. Như bây giờ là các cô các bác cũng đang bày mấy thức ăn này ra đĩa đây. Thì tối nay là đây là những cái món chính rồi. Cơm nước là anh em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Đấy, người vùng cao khổ thế đấy.
tặng nhà rồi lại còn phải tặng một bữa cơm thân mật nữa cơ. Bà cụ được mấy chục năm nay bà cụ chưa được có một cái bữa cơm thế này, làm được ngôi nhà mới cho bà cũng phải tặng cho bà một bữa cơm chứ. Đúng rồi, thế mới bảo người vùng cao khổ thế đấy. Vâng. Rất cảm ơn các bạn là nhà thực thiện nhá. Bởi vì người vùng cao thì chẳng có gì đâu các bạn ơi. Đúng rồi. Mình chỉ có chờ các bạn thôi. Chờ các bạn thôi. Đây, cái này là thịt gà rán này. Nhìn rất là giòn và ngon. Ở trong kia là có cái món cá chép này nhìn ưa nhất này. Trong cái nồi kìa. Có cả thịt lợn quay. Đây là cái gì kia? Cái này đậu phụ em ơi. Đậu phụ. Đậu phụ cho đến được phải em. À phải không chị? Hả? Cái bát to kìa. Cho đến luôn nha. Cho đi là hôm bữa là tao vàng ạ. Lâu lâu nữa khi nãy anh chỉ là mà để mà hay. Chị về luôn à? Hả? Về luôn à? Mà lâu đó là sẽ thành lại. Xe từ tàu mà nhớ lúc khó ra nhưng mà xe nó ra tới tàu. Đây à, đây chắc là cái nhà cũ tháo đây à? Đưa cho chị. Đây cái nhà mới để vào đúng không? Nhà bà cái lấy. Nhà cũ có vẻ rộng hơn nhau. Đây bây giờ cái quá trình làm cái nền hiên bên ngoài vẫn chưa xong rồi. Mặc dù là cửa thì là lắp xong hết rồi, còn mỗi cái cửa sổ. Thời tiết bây giờ như sắp mưa sao, trời bắt đầu âm u rồi. Thế cày cho nó mua rồi. Mó ui ui. Đây cô là người đưa đồ ăn vào đây, cô cũng vào hộ xếp luôn này. Cô đi làm công ngày để là cho chủ quán, ngày thì 200. Không, ấy thôi em ơi, cái này đủ 8 đĩa. Nhìn rồi. Cô giống như chủ quán ấy chứ. Cô đi làm công trong chủ quán. Không, nhà công tần vệ, nhà tiền tấn thì cũng phải đi làm thuê. Cô đi làm công cho chủ quán, ngày kiếm 200. Thế là được rồi nhỉ. Đây, bạn nào bê cái này vào kia xong là xếp ra cắt. Mệt trả cho nó mời một trong mất cho họ vào lúc đẩy lên. Cô và cần phê một củ gà là rõ thì gọi là cháu nhá. Đây là bây giờ xếp xong và cái khay là phải bê đi bày trong nhà luôn này. Phải lát nữa mọi thứ chuẩn bị xong là chỉ vào mâm luôn thôi mọi người. Tại vì thời tiết bây giờ cũng không còn sớm nữa. Bây giờ đã hơn 4 giờ rồi. Gần 5 giờ rồi. Đây đang múc cá. Đã chết rồi, mất đầu rồi. Cho chị cái cá tê nó mót rồi, lấy mó phụ nó. Cho chị một cái muôi này. Bắt được cá tụ mó tụ cá nhất cả quần đấy. Cá này nhìn rất là ngon luôn. Thêm một nó. Bên này là đậu phụ sốt cà chua. Ngắt thì mua cho họ để lấy họ đậu phụ rán sốt cà chua. Đúng rồi. Món này ăn hơi ngon đấy, mình ăn được. Đây là cái bộ nồi mới mà mình mua tặng cho bà đấy. Bây giờ sẽ nóng. Sẽ cầm cái chạm bát và cái bộ nồi để đi luôn. Đỡ vướng. Các bà lớn tuổi hôm nay cũng qua đây chung vui với bà. Rất là đông luôn. Thì mình dự kiến cái bữa cơm của bà cụ 73 tuổi ngày hôm nay là 8 mâm nhá quý vị, 8 mâm thôi. Trong nhà này thì chắc là sẽ bày 4 mâm, khoảng 5 mâm đó. Trong nhà này 5 mâm. Đây đồ ăn đây nha. Bên này là toàn thịt gà thôi, tay này sẽ chê đều ra. Chắc là dài cái chiếu như này ngồi cho nó rộng rãi. Các anh thì cửa các anh vẫn đang tiếp tục để hoàn tất luôn này.